Bây giờ là 12:30, 1:30, bây giờ 1:30 chiều. Nắng quá anh em ạ. Bây giờ lộ trình của chúng ta sẽ đi cây 31 Tuyên Quang để lấy một em idol đây. Ôi trời ơi, lạnh thế. Buốt quá. Hôm qua thì nóng rồi. Hôm qua ông ngồi sao ông bắt thằng mà chứ ông bật điều hòa mát rồi ông. Hôm qua nóng thế. Nam ra ngoài xong nó nóng này. Đây, số 2 hôm qua em cũng chỉ bật số 2. Số 3 đi. Số 3 thì chết rét. Đấy. Lộ trình của ta sẽ đi cây 31 để bắt một em idol. Một em idol K3000. Full đồ chơi. Chưa từng xuất hiện tại đạt xe tải. Đây, hôm nay anh em thì sẽ đi lấy em này. Đấy. Full option, full loa, full trầm, full trần, đèn bi, full nhiều đồ nữa, lốp không xăm, rồi là ốp e-lốc, la răng e-lốc. Ốp la răng e-lốc. Đấy. Đổ xăng đã, tiếp nhiên liệu cho em chiến mã đã. Anh em Tuyên Quang đợi em nhá. Theo lời bác chủ thì em này thì bác chủ bác ấy đầu tư rất là tâm huyết. Nó vì chi phí ấy, thực ra nếu mà xét về chi phí thì tiền đồ chơi nó cũng bằng sấp xỉ khoảng nửa con xe rồi. Tiền đồ chơi theo lời bác chủ nói, còn đâu thực hư nào thì một ít phút nữa thôi. Bây giờ là còn 52 cây nữa thì mới đến Tuyên Quang. Thì mình sẽ thẩm thấu trực tiếp và chúng ta cùng ngắm nhìn xem rằng chiếc xe nó cái độ chất chơi nó như thế nào anh em nhé. Và tất nhiên chiếc xe này thì các bác trung tuổi thì đâu đó sẽ cũng không khoái lắm, nhưng mà nó sẽ, nếu mà như lời bác chủ tả ấy, thì nó sẽ xứng đáng đồng tiền bát gạo. Những anh em thanh niên như mình khoảng tầm, nghĩa là đối với bản thân mình nhìn qua hình ảnh mình đã yêu rồi và mình mua cái giá trên đời luôn thì thôi mua vì đam mê vậy. Thì mong rằng là hôm nay cô Thương và bác chủ cũng tả nó đúng sự thật đấy. Bây giờ nó rơi vào khoảng mấy giờ rồi? 2 giờ 15 phút. 2 giờ 15 phút thì khoảng tầm 3 giờ 15 phút sẽ tới nơi nhỉ? 4 giờ. Ba, con xe này thì bác ấy đang cắm ở ngân hàng Việt Tin. Thì tầm 3 rưỡi thì giải thì sang vắt là giải ngân xong rút đăng ký ra. Mong là kịp. Tất cả thủ tục là sắp xếp sẵn hết rồi. Đi nhanh không tàu ấy. Đây đời 11 mà vẫn cắm được ngân hàng, giỏi nhỉ. Giỏi đấy. Cắm 80 triệu rồi bác chủ này, buổi chiều nay là bác có dự định là rút bán xe đi để lên đời con mua con bán tải. Đấy, con Ford bán tải, cho nên là bác mới nhượng lại đam mê cho anh em nào thực sự yêu nó thôi. Đấy, và mình lướt trên hội nhóm yêu xe tải Kia thì mình thấy hình ảnh nó hay quá, đẹp quá thì mình điện thoại và anh em trao đổi suốt mấy ngày hôm nay rồi. Hôm nay thì thôi quyết định xuống và bác bảo là hôm nay bác tìm được xe thì bác mới bán. Đấy, thì bây giờ xuống 50 cây nữa là đến Tuyên Quang. Xe không biết là đường. Ừ. Đúng quả cam. Thì vài phút nữa thôi. Chắc khoảng 500 mét nữa thôi là sẽ gặp được đây, quả cam đây. Đây quả cam đây rồi. Sẽ gặp được idol, không biết có như mơ không. Chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng. Nếu được thì chúng ta sẽ chốt. Đây. Ôi nóng quá. Đây. Xem xe. Ai quay đâu? Không quay nhưng mà viết tên lung tung ở đây. Nên tét ghế hơi đi. Lượng ve đái à? Rồi. Nào.
chửi bác dạy. Cái đấy. Cái ghế hơi này là chủ ra đây nhà đi. Ghế hơi sử dụng nào đây? Ra đây. Cho mình ghế thôi. Loa đâu? Làm gì? Xem nó kinh khủng đến mức nào. Không có tí nhạc nhẽo nào thử à? Anh được kết nối Bluetooth nào. Bật Bluetooth ở đây. Bật ở đây. Bật TV Samsung thôi. Cô đây. Đó, tên thiết bị là gì anh? Đây chuẩn bị vô. Anh cứ xem phần đấy đi. Báo nhiệt. Một cái. Ghe đái, ghe đái. Không tâm. Thùng y lốc. Bình đài. Cái ghế hơi này chỉnh về sau kiểu gì? Chân ngắn quá, bây giờ phải đẩy sau. Phải đẩy ra sau. Không ạ. Đèn ông vàng. Được chưa?
gái nhiều thế. Xe đâu nước ấy. Huyện Hàm Yên kính chào quý khách. Thực ra con xe vừa rồi ấy, con xe K3211 vừa rồi thì nó em đang lăn tăn một tí về giá và hôm nay thì bác chủ bác cũng không lấy được cái giải chấp cho nên là em lại nộn ngược về. Thì ngày mai nếu có gì 7 giờ sáng mai mới lấy được giấy giải chấp và đăng ký xe cơ. Nhưng mà trên đường lộn ngược về em lại có thông tin thì ở ngay cây 31 này thôi thì có con xe Olin bảo đẹp lắm, đi có 4 vạn hơn thôi, Olin 500B216 4 vạn hơn, đẹp lắm. Đấy thì thôi thì đã mất công sang đây rồi thì xem thử xem nó đẹp đến cỡ nào. Thực ra hôm nay thì xe đúng là đẹp thật nhưng mà lại phải ngược về thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì nó cũng 6:30 rồi. Đấy, 6:30 tối rồi thì mà bây giờ ngược về không có sản phẩm thì hơi buồn cho nên thôi. Chảy cối tí xem cô có thương không. Biết đâu là gặp con đẹp thật thì sao. Đấy, có xe về. Ý, quay lại luôn. Ui giời. Đang về anh em nhá. 4 vạn hơn xịn. 4 vạn chính xác là 4 vạn mấy nhỉ? 4 vạn mấy? 4 vạn mấy? 4 vạn 700 9 7 4 4 vạn 7 nhá. 4 vạn 7. 4 vạn 7. Taco Only 5 tấn. 216. Hẹn gặp lại anh em ở đạn xe tải Thái Nguyên. Ok. Và trước mặt chúng ta là chiếc xe tải 5 tấn. Về chiếc xe này thì đúng là nếu mà cái bửng đít ấy và cái chủ đầu tiên họ giữ gìn hơn một tí thì nó có phải được tuyệt đối không? Tiếc quá, về lại phải dọn một tí ở bửng đít anh em ạ. Đấy. Đây. Đi gần hơn một tí thì chúng ta sẽ thấy rằng là đấy, em xe ô tô kia nó vẫn hoạt động bình thường, bốn bánh bánh nó vẫn chạy, đèn nó vẫn sáng. thiếu mất cái bạt, chắc là về lại phải đầu tư cái bạt rồi anh em ạ. Đã mua cao này về lại phải đầu tư nhiều, không biết là có cháo ăn không đây, cứ bắt về đã. Đó thì về dòng xe tải 5 tấn này thùng bản đời 2016 ấy. Thì con này thì nó đã nó khác với đầu 2015 là con này lên 5 bửng rồi, mở 5 bửng rồi và thùng dài là 4m25. Chính xác là 4m25 lọt lòng thùng. Tải trọng được 4 tấn 990. Đấy. Dòng xe này là đàn em của dòng xe Olin 250. Con này là được lâm tải lên là 5 tấn, cứ cho là 5 tấn, 4 tấn 9 cứ cho là 5 tấn. Đợt trước đời 2014 nó chỉ có 2 tấn rưỡi thôi. Và con này nó lên phanh hơi anh em nhá, nó có phanh hơi rồi. Còn cái việc chế lốc kê thì đấy là nhu cầu của mỗi người, của động nguyên bản con này là nên phanh hơi và chưa có lốc kê. Còn Taco Olin ấy thì lên 7 tấn thì bọn nó mới được trang bị lốc kê. Cho nên là anh em không phải thắc mắc là con này hỏi là lên lốc kê chưa, thì tất cả bọn 5 tấn Olin thì không có con nào lốc kê cả. Còn đâu mà muốn chế lốc kê đi đèo cho an toàn hơn thì mình chế thôi, 2,5 triệu một bộ. Đấy, 2,5 triệu 3 triệu một bộ. Đó. Bây giờ là 10 giờ rồi. 10 rưỡi rồi. Chắc về đến nhà tầm 11 giờ, hơn 11 giờ. 11 rưỡi. Đấy. Là bắt đầu nằm nháy đi ngủ thôi anh em nhé. Ok. Thì rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video clip của đạp xe tải vào mỗi tối.
đồng hành của những cuộc hành trình, những chuyến hành trình vui có, buồn có, lúc vui khi mà lấy được xe, lúc buồn thì khi mà bác chủ không bán xe nữa lại hỏi về, hỏi ý kiến vợ. Ok anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em vào những clip chi tiết trên kênh YouTube này. Anh em cứ bấm đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông để nhận video sớm nhất và báo giá ưu đãi nhất dành riêng cho anh em mà thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại, chúc tất cả anh em ngủ ngon.